Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show Show Show. Andrew Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS đến với Andrew Chris Talk Show ngày hôm nay. Rất là vui và cũng rất hân hạnh được tiếp chuyện với hai tài năng trẻ. Xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị Anthony Vũ và Christy Phạm, hai nhà design trẻ tuổi của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin chào Anthony và chào Christy. Dạ, yeah, chào. Mời em gửi lời chào đến tất cả các fan. Christy, xin kính chào quý vị khán giả của đài VBS TV. Và Anthony Vũ cũng chào quý vị khán giả. Khi đến với cái chương trình Andy Chris Talk Show thì anh biết là nó có nhiều cái sự kiện rất là có nhiều người bạn rất là giỏi, nhưng mà khi mà đứng trước ống kính thì thường thường hay là mắc cỡ. Cho anh hỏi chứ em có bao giờ mà em ngồi kế một cái người đẹp, thứ nhất là vừa là Á hậu của năm 2013 tại California, vừa là một designer trẻ tuổi và vô cùng là model, thì em có cái cảm nghĩ em như thế nào, em có run sợ không? Dạ không, là tại vì là bạn bè từ lâu rồi thì hơi khác, nếu mà người khác á, thì hơi ngại. Yeah. Yeah. Đi ngay vào vấn đề liền đó, thì anh biết là Christy, anh có dịp phỏng vấn em và cũng có gặp em ở trên những cái fashion show. Cái thì bây giờ cái đầu tiên đó là khi mà mình nói về fashion show đó thì anh biết là nó có nhiều cái đề mục, thứ nhất là về những cái nàng mà đẹp thì lúc nào cũng phải có nhiều cái đặc biệt ở trong đó, thì quần áo người đẹp vì lụa đúng không? Uh-huh. Thì bây giờ đó mình muốn mà tân bốc một cái người đó lên làm cho cái cô đó sắc đẹp là đẹp hơn nữa, đó thì những cái design của em đầu tiên em nhìn vào cái người đó là em phải có một cái ánh mắt nhìn như thế nào để design ra một cái gì mới đúng không? Thì mời em những cái kinh nghiệm khi mà em design, khi mà em vẽ một cái kiểu mới. Em thì pretty simple, em không có vẽ, em giống như cái gì mà em nghĩ trong đầu em là em làm sẵn ra luôn trên vải luôn. Vậy à, đặc biệt mang cái cắt và mang cái lực, không có còn vẽ gì được cả. Em nghĩ sao? Em cũng là một nhà design đó, thì cái phương pháp của em design một chiếc áo mới cho những cái cô mà phải là người đẹp thì như thế nào? Cho em thì em không có làm nhiều quần áo cho phụ nữ, và cho mình nam thì nó rất dễ hơn. Okay. Thì lấy một cái cuốn sách ra, nên ở trong đầu óc em thì có rất là nhiều ideas mới bỏ lên một cái cuốn sách vẽ ra. Okay. Sau đó rồi nên đi tìm vải nên làm. Vâng, vậy ạ. À. Yeah. Có nghĩa là em có một cái phương pháp khác là anh ngồi em vẽ ra cái kiểu mẫu, còn cô này là cắt liền. Yeah, cắt liền. Em phải giống như là feel the material rồi em phải, you know, phải coi trước mặt của em. It's more real, I can touch it, you know, and then it brings it, like, giống như em có một cái idea rồi xong em đụng cái đó, rồi xong nó càng thêm more in the ideas. Vâng. So different. Anh biết là em lên fashion show rất là nhiều, và đặc biệt nhất là em đi thi những cuộc hoa hậu ở khắp mọi nơi, đúng không? Yeah. Thì anh thấy là mỗi lần mà em đi đó là nó có một cái chiếc áo dài đặc biệt, không? Thì chiếc áo dài em đang mặc bây giờ đó là chiếc áo dài em design, đúng không? Dạ. Tại sao em lại có một cái kiểu như vậy? Em có thể chia sẻ khi nào đó thì em phát hình ra một cái kiểu áo màu trắng, xong rồi nó có những cái lace, xong rồi nó có những cái hàng cườm như vậy, vân vân vân. Cái áo này is actually pretty old. It's in năm 2012. Vậy à? Or 2011 rồi. Vậy à? Yeah. Okay. Thì em có tất cả bao nhiêu chiếc áo dài em đã design cho em? I have more than 40. 40? Yeah. Wow. Okay. Em đã design được bao nhiêu cái kiểu mẫu áo cho những cái chương trình mà fashion show so far? So far thì em có bảo khoảng 20 cái show. 20 cái show. Since 2010. Đầu năm 2010, dạ. Như vậy là em ngồi kế một nhà design kiểu về nam, em design về nữ. Yeah. Thì hai em có bao giờ mà cộng tác với nhau một cái chương trình nào đặc biệt chưa? Dạ chưa, but ngày 14 tháng 6 này là sẽ contact với nhau, thì collaborate hai cái idea với nhau. Yeah. Nghĩa là hai em sẽ cộng tác chung với nhau. Yeah. Để làm một cái show. Bây giờ cho anh hỏi chứ, trong cái show đó thì em design những cái kiểu áo cho nam, đúng không? Yeah. Thì thường thường người ta nói lắm, gentleman thì không có cần màu mè, đúng không? Em nghĩ sao? Tại vì anh thấy thường thường là các fashion show là nó phải có nhiều màu, mà bây giờ thường thường đàn ông, ví dụ như em đang mặc một cái áo này chỉ có màu đen không? Yeah. Đối với em thì my personal opinion là cho em là em thích một màu. But cho nhiều cái idea cho nó khác, cho cái more colorful đó thì nó phải có hơn 2-3 màu. Và đừng cái
not too colorful but có hai cái màu trắng khác biệt chút. Nhưng mà em thấy anh mặc như vậy là hơi colorful không? Colorful đẹp, no, neutral. Neutral. Ok, thank you em. Thật là ít khi người nào người ta khen anh luôn. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà gọi là em đã làm 20 show đúng không? Thì anh nghĩ là cái câu hỏi của anh nó hơi tò mò tí xíu, hơi curious chút xíu không? Nếu mà một người mà trẻ tuổi mà làm được 20 show thì chắc em có rất nhiều money không? So. Yeah. Okay. Anh chỉ hỏi đùa em như vậy thôi chứ anh biết mà khi mà nói về fashion là em phải mất rất là nhiều thời giờ để em, tại vì em phải nghiên cứu đúng không? Em phải xem những cái fashion show của những cộng đồng bạn hay là của thế giới đúng không? Hay là em chỉ có đặc biệt là em ngồi em nghĩ là em vẽ ra? No. No. Simple, very simple giống như là nhà muốn là làm liền. Muốn làm việc? Yeah. Wow. Anh phải khen em là em genius là tại vì em muốn một cái gì, em nghĩ ra cái gì là em làm liền. Yeah. Còn đối với em thì khi nào đó thì em bắt đầu đi vào trong cái lĩnh vực mà là design về quần áo? Em thích đi coi nhiều phim, go to theaters, đi coi rất là nhiều phim, coi cái idea, coi mấy cái phim sci-fi đó. Yeah. Thì có nhiều cái design thì làm sao mà lấy cái đó hợp tác với mấy cái đồ cũ, right. làm mấy cái nào mà wearable để right. cho mấy người mà mặc something different. Okay. So khác biệt mà mặc bộ đồ vest với cái cà lạp vạt, but something different cho nó mới mẻ một chút. Okay. Và vẫn very classy, stay right. classy. Yeah. Xin gọi là từ lúc mà anh lần đầu tiên anh gặp em, ok, rất là vui là tại vì em chia sẻ là cái yeah. cách mà của em design, thì anh nghĩ là tất cả các bạn trẻ của em thì phải nói là rất là anxious để biết cũng như là tìm hiểu về cái cách design của em đúng không? Tại vì anh không có nằm trong lĩnh vực, nhưng mà anh thấy cô này đó nghĩ là vẽ là cắt ra liền. Yeah. Làm tại chỗ của em là em xem rồi em phải vẽ, em design như vậy. Thì em thấy hai cái đường hướng mà design nó khác nhau đúng không? Đúng không? Em không cần phải vẽ. Hơi khác, nhưng mà in the end cái result nó cũng là the same. The same. Because okay. nó produce ra cái món hàng một đó. Một cái gì mới. Yeah. Ok. Nói về chúng ta sắp sửa đi vào cái mùa thu và mùa đông. Thì cái mùa thu là trời nó là lạnh. Yeah. Đúng không? Lá vàng thì thường thường các phải nói là cái nhà design thường thường vẽ một cái kiểu áo nó không có phải là hở, không phải kín, nó two between, ok, nghĩa là nó phải lưng chừng thôi đó. Ở thì em có một cái sáng tạo nào trong cái mùa thu hay không? Trong mùa thu thì thường thường những cái design của em như thế nào? Mấy cái design của em thường thường mà nó hơi ấm ấm một chút và nó phải làm sao mà cho nó thông không khí, cho nó breathable. Nó mặc cho nó mát mẻ luôn và cho nó ấm as well at the same time. Thì và very fashionable. Okay. Cho đàn ông, tại vì thời buổi bây giờ mặc cái áo lạnh hoodie mấy cái đó nó hơi too generic. Right. Thì right. mặc cái gì hơi khác biệt một chút và very more fashionable. Right. Uh-huh. Em là một người trẻ thì cho anh hỏi chứ cái nhìn của em về những cái fashion mà của Âu Châu hay là Mỹ Châu, nói chung đó là những cái người dân bản xứ ở đây. Okay. Thì anh có xem được những cái fashion show mà của Hollywood vân vân và vân vân, thì người ta rất là classic, cái style của người ta rất là classic. Có phải rằng đó là một cái đặc thù của Hollywood style không, hay là cái đó nó là một classic thôi, người ta chỉ modify từ Very classic, modify. Thường thường nó thay đổi một chút đây đó, but right. thường thường mà là đi theo cái vải và cái right. hiệu tan. Và em thích cái style, em thích cái thay đổi đây đó một chút thôi cho nó khác biệt một chút. Vâng. Có bây giờ em nghĩ em sẽ thành một người phải là một nhà design nổi tiếng của thế giới không? Mong. Mong. One day. One day, ok. Alright. Cái show mà em sắp sửa làm đó thì cái show đó nó như thế nào? Cái scale của nó như thế nào? Nó lớn hay là nó vừa? Hay là nó international? Hay là nó chỉ cho một cái cộng đồng nào? Cái scale của nó là cái để cho cộng đồng Việt Nam, cộng để Việt Nam. Cho tuổi trẻ và tuổi mấy người già luôn, để bridge the gap right. between modern and old. Okay. So để vừa khoảng từ 300 đến 500 người right. Cho mấy người bạn bè trong cơ hội. Right. Yeah. Right. Trở lại với lại người đẹp của Á hậu này đó, anh biết là của Á hậu có rất là nhiều tài, tại vì cô design những chiếc áo của em khi mà em đi trình diễn đúng không? Yeah. Thì em thấy rằng đó, em đi trình diễn nhiều show, 20 show rồi và em cũng có đi thi những cái, phải nói là cuộc thi Hoa hậu, đúng không, tại Cali. Thì em thấy là chiếc áo dài, mỗi một nhà design nó có cái nét khác nhau, nhưng mà
chung quy nó vẫn là chiếc áo dài, nhưng vẫn có hai cái tà, đúng không? Thì riêng của em thì em, những chiếc áo của em, cái đặc biệt của chiếc áo của em là cái gì? Em thích những nhân vật mà nó chiếu sáng sáng sáng, nhưng mà not too much, not too much. And then plus cái áo dài của em nó cũng có, tại vì em sống ở Mỹ cho nên nhiều, càng nhiều khi những cái áo dài của em nó cũng có rất là nhiều cái modern influence. Okay. Rồi nhưng mà em cũng thích những cái gì mà sparkly giống như bây giờ em đang mặc, nhưng mà em không phải thích nó đến độ mà giống như là nó quá sáng, because then it takes away from cái chiếc áo dài, tại vì you know nó chiếu quá, ta để ý cái chiếu thôi, người ta không có nhìn. Có bao giờ em mặc chiếc áo dài của em mà có những cái anh chàng cũng như là những người mà ái mộ em đến cái mức gọi là người ta nói là người ta yêu chiếc áo dài không? No, because tại vì you know nếu mà mình làm chiếc áo dài mà quá đẹp mà nó che đi mình thì cái đó không tốt, đúng không? Mình phải làm sao mà cho mình hòa hợp với chiếc áo. Nghĩa là cái cô mà mặc chiếc áo dài, cô nó vẫn phải đẹp và chiếc áo dài nó vẫn đẹp, nó vẫn lộng lẫy. Dạ, chiếc áo dài phải tôn vinh mình lên chứ không phải là the opposite way. Rất là hay, là tại vì cái câu trả lời của em thì anh thấy là sao, đó là chiếc áo dài rất là quan trọng, là tại vì sao, chiếc áo dài mà cắt nó đẹp nhưng mà nó phải tôn vinh cái người đẹp lên, và đặc biệt là cái cô gái Việt Nam, đúng không? Có bao giờ người nào khi mà em đi ra đường mà có một anh, phải là một anh Mỹ hay là dân bản xứ nào, người ta lúc anh một cách là phải là say mê? I guess so, because khi mà em đi với lại những cái giống như Miss Asia USA hoặc là Miss Asian America thì yes, because cái áo của mình nó không có quá nhiều màu, nó không có quá màu mè giống như những cái culture khác, thì in a way nó classy, nó simple, so then it brings up cái design, so then người ta sẽ giống như nếu mà một trong một số màu và tự nhiên có trắng đen ra thì of course họ sẽ chú ý đến những cái nào mà less simple. Vâng, rất là hay. Chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin thương mại của hệ thống rèn luyện VBS và chia sẻ nhiều về những kinh nghiệm cũng như là những cái style, tức là những cái kiểu mẫu mới cho hai nhà design trẻ Việt Nam. Xin chân thành cảm tạ tất cả quý vị. Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show.